khi xác minh đi quay và ekip bắt giải đề tiếng Anh. Thử thách giải đề TOEIC cùng xác minh beta. Chừng mấy ngày tức là chơi vào trời và đất là bà làm bằng những sản vật đó là những gạo ngon nhất của Quế Hương đây C tặng cho Quế Hương rồi. Tại vì cái này nó phải chia động từ cho cái này. Entourage này không có S mà cũng không phải có thứ đều không được. Ôi đấy chưa? Start and inform about, inform about. 1.2.2.3. On Friday, Mr. Nakamura will discuss his ideas for supporting these roles. Đúng. Yeah. Câu thế là câu 101 đúng rồi đúng không? Câu 101 đúng rồi. Rồi đúng. 102 là B. B đúng. 103 A. Đúng. 104 B. Đúng. 105 D. Đúng. 106 B. Đúng. 107 A. Đúng. 108 B. Oh my god, yes. 100%. I still got it, bro. I still got it. Bring it on. Hơi dễ nhưng mà cái áp lực của rất nhiều người xung quanh thì nó khó hơn là lúc mà mình đi thi thực sự. Nhưng mà cái test này cũng hoàn toàn dễ. Chắc là những câu sau nó sẽ khó hơn đúng không? Sau này là mình đi thi để học sang đại học thì mình chỉ cố gắng để đạt được 6.5 thôi. Thì vừa đủ 6.5 là sang Úc để đi du học hoặc đại học. Sau đấy thì đến lúc mà đi học thạc sĩ MBA thì mình không có thi IELTS nữa mà mình thi TOEFL. Tại vì phải sang Mỹ học. Thì lúc đấy cái điểm tối thiểu của Harvard yêu cầu là 1.9 TOEFL. Thì mình thi được 1.3. Còn điểm tối thiểu của Harvard yêu cầu là 1.9. 1.13 thì nếu mà đổi ngang sang điểm IELTS thì khoảng 8.5 thì mình biết. Đối với mình thì nó không khó quá tại vì là nó là niềm vui ấy. Vì mình càng học nhiều tiếng Anh hơn thì mình lại càng trải nghiệm được cái văn hóa của người phương Tây nhiều hơn. Mình lại càng kết nối được với nhiều người phương Tây hơn. Mình cũng đặt cho mình một cái áp lực quá căng thẳng là phải hoàn hảo trong một cái lĩnh vực gì hay là một cái điểm số gì. Đương nhiên là mình phải cố để mình gọi là vượt qua cái yêu cầu tối thiểu. Nhưng mà nếu mà mình cho mình cái niềm vui đấy và mình cứ rèn luyện mỗi ngày và mình sống hòa nhập trong cái môi trường này thì cuối cùng mình sẽ đạt được cái điều mình cần đạt được. Thực ra kinh doanh đối với mình cũng vậy, nó không phải là cái câu chuyện để mà mình đạt được cái cột mốc gì đấy, nó quá là dành mạch về cái chuyện là phải đạt lúc này lúc kia, mà chỉ đơn giản là mình tận hưởng cái quá trình đấy và mỗi ngày mình làm tốt hơn một chút, mình có thêm những người cộng sự tốt, anh em tốt, tạo được giá trị tốt cho cộng đồng. Lên Shark Tank nói với mọi người nhiều câu chuyện hay ho thì đấy là niềm vui thôi. Password chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu.